đứctoại.com, shop bán nick Liên Quân, Free Fire, Liên Minh, PUBG và các game online khác uy tín giá rẻ. Ngoài ra còn có thử vận may cực chất chỉ với 10.000 đồng. Bạn có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn chỉ có đứctoại.com. Các bạn nhanh tay truy cập link shop mình để dưới phần mô tả nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn quay trở lại cả clip tiếp theo mình nhá. Đấy anh ạ. À, nhưng hôm qua mọi người xem clip của mình mọi người biết là mình mới lên chỗ anh Duy Thường về anh em ạ. Thì sau những gọi là màn tán gái và những cái cuộc đi chơi của mình đấy thì về em Phạm Ngọc em khóc anh ạ, anh nhỉ. Khóc giận mình suốt từ nãy giờ vì cái tội là mình đi tán diễm phạm người yêu của anh Duy Thường này. Cái thứ hai là trốn đi này, trốn đi cả Tuyền này mà không xin phép này. À, để nhìn mắt này, ngẩng lên nào. Xem mắt nào. Nào. Xem một cút đi. Đấy anh nhìn cái ánh mắt mới khóc sau gì nó cái hiếp như trông như kiểu là một mí đấy, như kiểu mất một mí. Hai mí một mí. Làm sao? Bây đi anh, bây anh đi anh chỉ tán trêu thử lòng hộ anh Duy Thường chứ anh có phải là anh tán người ta thật đâu. Đúng không? Em không biết. Mấy cả không nói ai bảo bây giờ nhá, anh hỏi em nhá, có phải hôm qua em cả Diễm mà đã đuổi anh khỏi nhà không, xong không nấu cơm cho bọn anh không, đúng không? Em đuổi thì chả bọn anh chả phải đi. Anh đi luôn đi, anh về làm gì? Không, mình cho dù mình đi đâu về đâu thì mình vẫn phải nhớ gọi là quê hương là trùng khí ngọt, thấy chưa? Cho con trèo hái mỗi ngày. Có phá hai đang quay video. Ồ, thì cái gì mình cũng phải quay lên để cho tất cả mọi người cộng đồng cũng biết chứ, đúng không? Ừ, cái gì? Cái gì là không quay à? Không, ồ, còn những cái link kiểu mười mấy phút thì không bao giờ mình có thể quay được. Đúng không? Đấy, anh em ạ. Học mãi, dỗ mãi, cũng lên xe ngồi cho mát anh em ạ. Cho nó không, cho người nó hạ hỏa đi rồi mình bắt đầu mình dỗ tiếp. Đây, nhìn bàn tay của mình này. Một bàn tay ai biết là gì? Tay này thời đấy bị đứt gân đây anh em ạ. Bây giờ nhìn này, tay bây giờ toàn sẹo. Nhưng mà được cái mình là cả Ngọc bây giờ sẹo đôi rồi. Đâu, cho anh xem con rết gân nào. Cho khán giả. Diễm Phạm xem con dép. Hoàng Ngọc cho xem con dép. Hoàng Ngọc sao bằng Phạm Ngọc được không? Diễm Su. À không, Công Tuyền bỏ Diễm Su nên tán Diễm Phạm. Đấy. Mình bỏ Phạm Ngọc nên tán Hoàng Ngọc. Tem mình và tem anh Thường đều có hai người, một hai người. Tem mình cũng có người tên Ngọc, tem mình cũng có người tên Diễm và tem anh Ngọc à tem anh Thường cũng có người tên Ngọc và tên Diễm đấy. Rất trùng hợp. Quá. Cho xem dết nào, tôi xem dết tay nào. Xem dết tay nào. Đó. Tôi xem dết tay, đấy. Anh em ở đây dết tay này. Ấy xời, sẹo ấy. Mình và Ngọc là đều có sẹo đôi ở bên tay phải. Còn tay Ngọc hiện tại vẫn chưa khỏi anh ạ. Thì bây giờ mình lại phải đưa Ngọc đi. Đưa Ngọc về không lên với Ngọc. Đưa đi dỗ đấy. Bộ lắm này. Anh em, em nhìn rau. Ui sợ. Chẳng cốp còn 50 nữa. 50 có thể mua được bao nhiêu giọt nước mắt của em? Đây là mua của Hoài Ngọc ấy. Không Hoài Ngọc cả với Phạm à, Diễm Phạm gì nhỉ? Ở đây anh sống ở đây có Phạm Ngọc và Diễm Su. Ừ, trên Bắc Giang có Hoài Ngọc với Diễm Phạm. Đấy là Bắc Giang. Đấy là của anh Thường của anh, đúng chưa? Đây tem Thường, ui biển số đẹp kìa. Ừ, Hoài Ngọc. Này. Hoài Ngọc. Ngọc gì? À, có không? À, trời, đứng đấy. Thiên linh, địa linh, anh Phạm Ngọc không khỏi, anh đừng nên hết giận tôi đi. Thiên Hoài Ngọc, địa Hoài Ngọc. Nhắc cầu lưỡi là mồm vỡ tan em biết không? Ừ, Hoài Ngọc. Hoài Ngọc. Hoài Ngọc. Ok, em ra thôi. Mình dừng clip mình đưa nó đi ăn đi các kiểu để dỗ dành ở đây chứ bây giờ cứ nhè. Tắt clip này là lúc luôn. Tắt clip của Hoàng Ngọc. Thôi. Ok, thôi mọi người clip sau nhé, bye bye.